Dạ, em Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em ha. Hiện tại là em mới vừa qua tới nhà của bà cụ ha. Đây em có đem bánh mì với cà ri hay là lagu cà ri của chị Bibi Trần ha. Chị cúng hồi sáng cho cầu năm á. Thì em cũng có đem qua cho bà với chú một miếng với lại bánh mì ha cô chú anh chị. Dạ con chào bà nha. Con chào chú. Chú với bà ăn gì chưa? Ăn gì chưa? Giờ ăn bánh mì với cà ri nha. Hả chú? Chú ăn không? Ăn luôn ăn ngon mà. Để lấy tô đổ ra. Sáng giờ bà ăn gì chưa? Có đói không? Không đói hả? Kỳ vậy. Đó, cô chú anh chị. À, giờ em đổ cà ri ra cho bà với chú ăn ha. Cà ri với bánh mì. Cà ri bánh mì. Cà ri. Bệnh rồi, giảm rồi. Mềm lắm. Dục thuốc đi. Rửa tay ngon không chú? Lấy đôi đũa đó gấp thịt. Kêu uống uống nước này.
cái chai bỏ ngoài cũng bỏ, cái bỏ đây nha. Bỏ nè nha. Bỏ ngoài lắm á. Chai mà ai lấy đâu á. Thì trước ta bỏ mất là trần mừng chứ. Trời thật cơ, ai mà lấy còn mất cuối cơ. Là mấy ông nghe cơ. Ừ. Ai mà lấy. Mấy đũa không mày? Ba cái xương luôn. Xương này không làm mở thì cho. Bếp giờ không biết à, quá cháy.
xong gì quá. Cái cục thịt này bỏ đi nha. Hả? Cái cục thịt này bỏ đi. Bỏ. Qua nay rồi, tư rồi. Không ăn được đâu. Bỏ đi cho con bỏ đi. Ngon không bà? Ngon. Ngon mà. Chấm thêm bánh mì đó. Trời ơi, ba cô đánh không? Đâu, em bánh em. Mấy cái này mới ngon nè. Cứ ăn đi, mấy cái đó mới ngon đó. Nó mì mùi à. Trời, nó mì mùi à. Bà không có cái răng nào bà còn ăn được. Nó mềm lắm. Ăn thử đi. Đúng không? Thì mùi ăn được mà có gì đâu mà. Còn nghe thật chắc chắc. Đúng rồi, mà nó mềm á. Mai mốt đi tắm cho bà ăn Tết. Ha. Tắm sạch sẽ ra ăn Tết nha. Ăn miếng nữa đi. Ngon. Uống nước không? Ăn con miếng mẹ. Ăn miếng mà em không vô nè. Là... xin dừng clip đây ha, để em thay đồ cho bà. Và cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị xem thấy kênh hay và có ý nghĩa cho em xin một like, đăng ký kênh ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo.